Hello, everyone. Welcome back my video. It's me Trang again. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video của Trang. Hôm nay thì Trang sẽ làm một video không nói về chủ đề là tiếng Anh nữa, mà mình làm một video về React, một bộ phim đang làm mưa làm gió tại các rạp trong tháng 12 này. Thì chắc là hẳn là các bạn biết là bộ phim rồi đúng không? Đó là bộ phim Mắt Biếc. Bộ phim Mắt Biếc thì bộ phim này một phần là nó ảnh hưởng là do có cái mình nghĩ là do cái tên của bác Nguyễn Nhật Ánh nên là lượng fan của bác rất là đông, thì đã kéo đến rạp chiếu phim rất là đông. Và thêm nữa là đạo diễn Victor Vũ thì là một người mình thấy là thước phim của Victor Vũ rất là đẹp, và mình ấn tượng như vậy kể từ bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Khi mà mình xem bộ phim đấy cũng chuyển thể từ chuyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, bởi vì mình là một trong những fan của bác Nguyễn Nhật Ánh nên là có bộ phim gì của bác thì mình đều chuẩn bị ra rạp, thì mình đều mong ngóng để ra đó xem. Và trước đây thì mình có kinh nghiệm là mình xem xong rồi mình mới đọc truyện, thì cảm xúc thì đúng là đó, xem phim và đọc truyện nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà lần này thì kể từ khi xem đọc báo về chuẩn bị bộ phim chuẩn bị ra mắt tháng 12 thì lúc đấy là mình đã không thể chờ đợi được, mình đã đi đọc truyện trước. Và khi đọc truyện xong thì mình có một tâm trạng rất là buồn. Mình buồn bởi vì mình không thích cái cốt truyện này. Chính ra là ngoài những vấn đề khác là Ngạn yêu Hà Lan, Hà Lan yêu Dũng, xong đó lại quay sang sinh em bé Trà Long, thì mình lại không thích cái cốt truyện. Nếu một chuyện câu chuyện tình là giữa ba người nó cứ chạy lòng vòng như thế này thì không, thì nó rất là bình thường thôi, thì mình không có ý kiến gì cả. Nhưng mà nó xuất hiện Bác Ánh lại tạo thêm một cái yếu tố nữa, đó là xuất hiện là cô bé Trà Long là con của Hà Lan và Dũng, và cô bé đấy nảy sinh tình cảm với chú Ngạn đúng không, và chú Ngạn thì lại có một ngộ nhận trong mình là có tình cảm đối với Trà Long, thì mình không thích cái yếu tố đó. Bởi vì theo vấn đề gọi là quan điểm về đạo đức, chính xác là theo mình là quan điểm về đạo đức hay là xã hội Việt Nam đi, thì mình thấy là mình không thích cái yếu tố này. Bởi vì mình thấy là chuyện của Bác Ánh thì là để viết cho những lứa tuổi gọi là teenager, lứa tuổi tuổi teen á, thì nếu như mà đọc được cái tình tiết này thì mình nghĩ là phần nào nó cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các em bé đúng không, các bạn trẻ như vậy đúng không. Nên bản thân mình là mình không thích yếu tố đó. Còn ngoài những tình tiết khác thì mình thấy chuyện của bác đều rất là hay, bác miêu tả từng từ từng câu đối với mình thì mình vừa đọc vừa tưởng tượng rất là hay và rất là đẹp. Nhưng mà chỉ duy nhất là có cái tình tiết đấy là mình không thích, và mình sau khi đọc trong chuyện thì mình tuyên ngôn với các bạn mình rằng tôi sẽ không đi xem phim này nữa. Và trước khi bộ phim ra mắt là ngày 20 tháng 12 đúng không? 20 tháng 12 thì mình có viết một bài review về bộ phim này. Thì mình hôm đấy mình viết thì dựa trên cảm xúc rất là thật của mình thôi. Mình vừa viết là mình tưởng tượng đến cái lúc mình đọc truyện mình tưởng tượng như thế nào, tức là thấy cũng khá là tâm đắc với bài viết này vì đó là cảm xúc của mình mà. Đọc lên thì khá là nhiều bạn cảm thấy ngạc nhiên bởi vì tại sao mình lại có thể viết được những cái dòng như vậy thì mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà nói chung là đó là cảm xúc thật của mình, và mình cũng nói rằng mình sẽ không đi xem bộ phim này vì có cái tình tiết Trà Long và Ngạn. Đó là tình tiết Trà Long và Ngạn. Thì đó là cảm nghĩ của mình về nội dung của cái câu chuyện của bác Quách Ánh khi mà câu chuyện Mắt Biếc này thôi. Còn bây giờ mình sẽ react của bộ phim này. Nội dung của bộ phim này thì đúng là bây giờ mình sẽ không so sánh giữa chuyện và phim trước. Mình sẽ nói về nội dung của bộ phim này, điều gì mình thích nhất khi mà mình xem phim và khi mà mình đọc truyện thì mình sẽ nói về phần sau. Đầu tiên là mình thích nhất gì ở bộ phim này thì vẫn là những cảnh quay rất là mộc mạc ở làng quê của Victor Vũ. Thì những thước phim rất là chân thật, nhưng mà nó vẫn lột tả được cái vẻ đẹp yên bình ở làng quê. Rất thích là như vậy. Có mình thích cả cái cảnh quay cái cây đấy là cây bàng đúng không? Cây bàng ở giữa đồng ấy, cây bàng cổ ở giữa đồng, sau đó là có ánh hoàng hôn chiếu xuống và nó rất là đẹp, rất là lung linh. Ở giữa làng mình cũng có một cây
cây bàng nó cổ, nó cũng từ thời tụi mình còn con nít cơ, thường trèo cùng nhau trèo lên cây bàng vào buổi trưa trốn gia đình, trốn bố mẹ ra đấy. Nhưng mà nó không được lung linh như kiểu lên hình như vậy, bởi vì có thể là ở góc nhìn của tụi trẻ con thì nó sẽ không thấy được ánh nắng nó chiếu vào như thế này, thì nó sẽ không không cảm nhận cái vẻ đẹp như vậy. Nhưng mà bởi vì bản thân mình là một người thích ngắm ánh mặt trời, ánh bình minh, nên là khi mà nó có sự chiếu vào như vậy thì nhìn cảm giác rất là phê, cảm thấy rất là phê. Đó là hình ảnh thứ nhất của làng quê. Và hình ảnh tiếp theo đó là mình cảm thấy là rất cái cảnh mà Hà Lan và Ngạn đạp xe đi trên đường làng ấy, con đường còn đổ bê tông nữa cơ, khá là đẹp, khá là đẹp. Mình nghĩ là thời xưa chắc không được đẹp như vậy đâu, nhưng mà chắc bây giờ không tìm được con đường làng nào không phải là bê tông như vậy nữa. Hai bên là cánh đồng đúng không, ở giữa là đường, xong tụi trẻ con tụi học sinh nó đạp xe đi với nhau thì cảm thấy gần như là tuổi thơ ùa về, bởi vì ngay cánh đồng làng mình nó cũng y như vậy, cũng là đường bê tông và ở giữa như vậy, thì mình cảm thấy như là mình đang đi vào trong bộ phim đấy, vì nó rất giống là cảnh cảnh làng quê của mình, rất rất giống là cảnh làng quê của mình. Và nó vẫn làng quê và luôn luôn là yên bình như vậy đúng không? Nếu bạn nào sinh ra và đã từng có thời gian sống ở làng quê Việt Nam thì sẽ cảm nhận được cái điều đó, nó rất là yên bình, trong lành, và đó là cảm giác mình cảm nhận được mỗi khi mà mình quay trở về nhà với ba mẹ mình đó. Đó là cảnh thứ hai mà mình thấy thích ở làng quê Việt Nam. Và thêm một điều nữa là mình thích cái âm nhạc, mình thích âm nhạc trong bộ phim này, bởi vì bộ phim thì nó viết về những thời gọi là gần như là bắt đầu gọi là nhạc hiện đại và nước ngoài bắt đầu vào Việt Nam, nên là bắt đầu có nhạc đầm, bắt đầu có nhạc ngoại, nhạc quốc tế, nhạc Mỹ đúng không? Thì có những bài đấy rất rất là hợp và mình, bởi vì những bài đấy mình đã từng nghe rồi, mà khi nó đặt vào trong cái hoàn cảnh của bộ phim, bối cảnh là như vậy, những cô gái mặc bộ quần áo hiện đại của cái thời đấy thì cảm giác như là rất là phê, nó phê hơn là khi mình nghe, mình chỉ nghe không mà không có cái hình ảnh đấy. Ví dụ như bài Tôi muốn của nhạc sĩ Đức Huy thì phải. Tôi muốn mình là chuyến đi hoang và không, tự nhiên mình không nhớ lắm. Tôi muốn da 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 da, mình chỉ nhớ giai điệu của nó như vậy thôi. Tôi muốn này, và nhiều nhiều bài nữa, những bài nhạc như vậy và đánh những kiểu mà có đàn guitar mà cổ cổ, mình rất là thích cái kiểu như vậy, rất là thích cái kiểu như vậy. Đó đó là ba ba tình tiết trong gọi về nội dung, xung quanh nội dung và cảnh quay của bộ phim là như vậy, mình thích. Còn thêm điều nữa là bộ phim này có cái tình bộ trong bộ phim mà có điều bất ngờ, khi các bạn đọc báo thì các bạn sẽ thấy là có nhân vật Hồng. Nhân vật Hồng xuất hiện mới, là nhân vật xuất hiện mới tinh trong phim mà trong truyện không hề có và được nhắc đến, mà được giấu kín đến khi phát sóng, phát khởi chiếu phim thì mới bắt đầu được tiết lộ đúng không? Thì nhân vật Hồng này là rất rất là mới luôn. Nhân vật Hồng này cũng là si tình như anh Ngạn, si tình Hà Lan. Nhân vật Hồng này si tình anh Ngạn đúng không? Thì khi mà mình xem đến đoạn đấy, mình nhớ đến cái câu nói là theo tình thì tình chạy, mà trốn trốn tình thì tình theo này. Bạn hình dung ra, mình nhớ cái cảnh hồi nhỏ, cô bé Hồng ngồi phía bên này, Ngạn ngồi đây và Hà Lan ngồi đây. Thằng Ngạn nó liếc sang nhìn con bé Hà Lan, con bé đấy có đôi mắt đẹp quá. Thế con bé Hồng lại từ bàn trên nó liếc xuống nhìn thằng Ngạn. Thế là nó thành hình gọi là đường này, đường dĩ dắt đúng không? Thành đường thẳng và nó không nối, không có điểm nào gọi là tạo với nhau thành một vòng tròn quá, mà nó chạy đi và biến mất luôn. Bé Hà Lan thì nó nhìn đi đâu thì không biết. Hồi nhỏ nó chỉ coi Ngạn là bạn mà thôi. Thì ta thấy có thấy là Hồng là một nhân vật khá là mới, và mình khá cũng nói là thích thì không không phải là thích, mà mình thích cái quan điểm của cô ấy, thích quan điểm của cô đấy. Nhưng mà cô ấy là người biết dừng đúng lúc, cô ấy biết dừng đúng lúc. Thì bạn hình dung rằng là anh Ngạn thì yêu cô Hà Lan từ gọi mình gọi là từ năm lên cấp 2 đi đúng không? Có khi là từ năm mười mấy tuổi, gọi là từ năm 10, 13, 14 tuổi thì mình gọi là bắt đầu qua tuổi dậy thì, lúc đó mình tính gọi là yêu được, còn tuổi bọn xít thì mình không tính nhá. Bắt đầu tính tính là như vậy đi. Thì và đến tận năm anh ý là
kết thúc phim thì mình thấy là có nó giới thiệu là 35 tuổi, gần gần cái cảnh kết thúc 35 tuổi, 20 năm trời cho một mối tình. Thì anh ấy yêu say đắm cô này nhưng mà lại không một lần nói ra, yêu thương chỉ để trong lòng, đúng không? Gọi là yêu thương chỉ để trong lòng. Thì khá là nhiều người sẽ không thích cái hình ảnh này của Ngạn. Bởi vì sao? Bởi vì quá rụt rè quá. Và bản thân mình thấy là anh ta là người cố chấp, người ích kỷ. Cố chấp và ích kỷ bởi vì trong phim thì không quay đến ba mẹ, không quay đến ba mẹ của Ngạn, nhưng có hình ảnh của bà. Không quay đến hình ảnh của ba mẹ khi mà ông Ngạn về trường làng để làm ông giáo già ấy, thì không quay đến cái cảnh đấy. Nhưng mà anh ta, tại sao mình nói anh ta là ngu si này, cố chấp này, ích kỷ này? Bởi vì sao? Bởi vì là anh ta cố chấp là ngu si, cố chấp, ích kỷ là cố chấp là như thế nào? Là cái từ ngu si ở đây thì nghe rất là ngu si hay dại khờ gì đấy, nhưng mà nói là nhút nhát thì đúng hơn, đúng không? Tức là biết tình yêu của mình là gì. Cái khó của người khác là không biết là mình có dành tình yêu cho người khác hay không để nói. Nhưng anh Ngạn thì anh ấy biết tình yêu của mình đặt ở đâu rồi, và rất si tình, rất say mê, còn viết cả một tập bài hát cho cô Hà Lan. Nhưng mà có rất nhiều cơ hội để bày tỏ thì lại không nói. Trong phim thì có những cảnh gọi là rất là troll, rất là buồn cười, rất là hay, là cô Hà Lan, cô ấy tạo điều kiện cho anh Ngạn để có thể bày tỏ, nhưng mà anh ấy rụt rè nhút nhát quá. Thì có thể là nếu như vào tâm lý của hai người bạn thân thì khi mà nói ra tỏ tình thì có thể mình bị mất mối tình đấy, gọi là mất tình bạn đấy, đúng không? Có thể sẽ bị mất tình bạn đó thì sao? Nếu như ngoài đời thực thì có thể là có người sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như mà anh ta cứ giữ nó ở trong lòng suốt cả đời như vậy, thì có phải là anh ta sẽ ấm ức và luôn 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 trong trạng thái là sống không phải là mình ấy, sống không phải là mình, mà gần như là sống vì người khác, sống cho người khác, luôn luôn dõi theo một bóng hình, gọi là luôn luôn đứng đây và dõi theo một bóng hình, và mình sẽ không nhìn thấy tương lai của mình nữa, và để thay đổi mình, để cố gắng nữa. Và thế là anh ta mãi mãi không có được tình yêu của mình. Vậy thôi, giống như chúng ta hình dung ra, nếu mà tuổi trẻ của chúng ta mà mù mờ, chúng ta không biết tương lai, chúng ta có thể đi đâu về đâu, và chúng ta cứ lững thững đi ngoài kia, và không biết bến dừng thì sao? Thì chúng ta sẽ cứ dần dần như con zombie, xong đó không biết dừng lại ở đâu. Như anh Ngạn này, hay cứ đi thôi, không biết dừng lại ở đâu. Và cố chấp vào đây là mình nói rằng anh ấy cố chấp là bởi vì anh ta là một người sống trong quá khứ, không nhìn vào hiện tại. Hiện tại bởi vì tại sao anh ta lại không nhìn vào hiện tại? Hiện tại là anh ta không nhìn được ra rằng Hà Lan nó sinh ra, nó đẹp, đúng, nhưng mà nó không mộc mạc, tính cách nó không chân chất, không mộc mạc, không là một cô gái sinh ra là để ở quê, đúng không? Và nó sinh ra khi nó được lên thành phố học thì gần như nó là cá gặp nước. Còn anh Ngạn thì lên thành phố thì anh ấy cảm thấy như đó rất là xa lạ, là một nơi rất là xa lạ, gọi là sống tạm bợ, để đến khi anh học xong thì anh ấy trở về làng quê của anh ấy mà thôi. Còn Hà Lan thì nó được thoát khỏi làng quê nghèo và lên thành phố sống, nó rất là vui, rất rất là vui, và nó có thể quên ngay làng quê của nó. Thì đó là một sự khác biệt giữa Hà Lan và Ngạn, mà Ngạn không nhìn được ra điểm đó. Ngạn bởi vì nó ngu si là bởi vì chỉ nhìn vào quá khứ, những hình ảnh Ngạn và Hà Lan chạy rong ruổi ở chợ, xem đồ đạc, mua các thứ, và những hình ảnh còn nhỏ con bé, gọi là sống cố chấp trong quá khứ và không thoát mình ra khỏi quá khứ để sống với hiện tại. Cái chết nhất của người ta là chỉ sống những gì, sống với những gì đẹp nhất trong quá khứ mà quên mất hiện tại mình đang ở đâu. Đấy là điều rất là nguy hiểm luôn. Không riêng gì Ngạn, mình nghĩ đây là hình ảnh của khá là nhiều người sống trong quá khứ. Trong quá khứ anh có thể oai hùng, có thể giỏi giang đến đâu, nhưng ở hiện tại của anh không cố gắng thì anh mãi chỉ ở hiện tại của anh với bàn tay trắng mà thôi. Anh không thể mang quá khứ lại để nuôi được cuộc sống của anh ở hiện tại và ở tương lai, đúng không? Thì Ngạn cũng như vậy. Bởi vì anh ta sống trong quá khứ nhiều quá. Cái mình không thích ở Ngạn, cả ở trong chuyện và phim, là một người sống trong quá khứ. Đó, là một người sống trong quá khứ. Nhưng mà anh ta sống trong quá khứ nhiều quá, xong rồi anh ta lại không nghĩ cho gia đình của anh ta, và không nghĩ xem là đối phương người ta
đối phương người ta muốn cái gì, với bản thân mình có phù hợp với đối phương hay không. Nếu như mình yêu cô ta thật lòng, si tình thật lòng, nhưng mà đến khi mà sống chung với nhau, nếu mà hai tính cách nó không dung hòa, nó không hợp với nhau thì làm sao? Thì mình cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ta, đúng không? Bởi vì chỉ có một tình yêu không thôi thì không thể có thể sống với nhau cả đời và hạnh phúc được, đúng không? Nó còn rất rất là nhiều thứ luôn nữa. Chắc là ngày xưa anh Ngạn anh chưa được học đi gọi là tâm lý học tình yêu, đúng không? Nên là nếu mà bây giờ quay lại thì chắc anh ấy cần phải đi học lớp đấy. Nói đùa vậy à, nhưng mà đó là cái cách của mình nhìn thấy ở nhân vật Ngạn là như vậy. Và thêm một điều nữa là anh Ngạn có cô Hồng. Cô Hồng là nhân vật mới. Mình thích cô Hồng là bởi vì cô ấy cũng là người cũng khá mạnh dạn, đúng không? Trong bộ phim thì có hai nhân vật nữ là Hà Lan và Hồng. Và Hồng là nhân vật lứa tuổi lớn đi, dám sống với tình yêu của mình, đúng không? Dám sống với tình yêu của mình là Hà Lan đuổi theo Dũng, Ngạn đuổi theo Dũng, đúng không? Ngạn đuổi theo Hà Lan, Ngạn đuổi theo Hà Lan đuổi theo Dũng, và cứ thế chạy nhau đuổi, và họ không gặp được nhau, và họ mãi không gặp được nhau, và cuối cùng thì Dũng mà chạy nhanh quá, Hà Lan không thể đuổi kịp, nhưng mà Ngạn vẫn đuổi theo Hà Lan. Ngạn vẫn đuổi theo Hà Lan và Hồng tiếp tục lại nhảy vào trong cái vòng quay đấy, thì Hồng lại đuổi theo Ngạn, Hồng lại đuổi theo Ngạn. Bạn hình dung ra là chúng ta cứ trên đường đua có ba người cứ đua nhau như vậy. Tốc độ của ba người mà bằng nhau thì người ta sẽ, nếu như mà xuất phát bằng vào cùng không cùng thời điểm thì người ta sẽ không thể đuổi kịp nhau và không ai đuổi được ai cả. Nhưng mà có một điều là cô Hồng, cô ấy mạnh dạn bày tỏ tình cảm, là chủ động để nắm bắt xem là có phải khi mà đi xem phim ấy, Ngạn lợi dụng Hồng, để đi theo dõi, Ngạn lợi dụng Hồng để đi theo dõi Hà Lan và Dũng trong rạp chiếu phim, Hồng vẫn đi theo để chắc là để cô ấy xác định xem là tình cảm của mình với cả anh Ngạn này và anh Ngạn đối với mình xem là như thế nào. Có thể là cô ấy cũng không biết là cái mục đích của anh Ngạn là gì, nhưng mà cô ấy dám đi theo và gọi là chủ động, đúng không? Nữ giới chủ động, đúng không? Còn anh Ngạn thì sao? Vẫn hướng mắt theo cặp đôi bên kia đấy, nhưng mà không hành động gì, vẫn hướng mắt theo cặp đôi bên kia và vẫn là người ở ngoài cuộc. Và đến khi thì cũng không được Hà Lan cho trách nhiệm là người đổ vỏ luôn, còn đến tận khi mà mình kể qua đến cái giai đoạn mà cái tình tiết mà cô Hồng gọi là cô ấy dám thể hiện mình là ở chỗ là cô ấy cũng rất là kiên trì đi theo cái tình yêu của mình từ năm 20 tuổi, từ năm 15 tuổi đến năm 35 tuổi, vì ba bốn người đều bằng tuổi nhau. Đến năm ông Ngạn 35 tuổi thì bà Hồng đến nhà chăm sóc ông ấy bị ốm và bày tỏ tình cảm luôn, ngỏ ý là tôi đến đây chăm sóc ông được hay không, thì ông kia thì xin lỗi các thứ bởi vì ông ấy không thể dứt được cô Hà Lan ra, thế là cô Hồng đấy là lần cuối cùng, tôi nghĩ là đấy là lần cuối cùng, và để cô Hồng đưa ra quyết định cuối cùng là anh ta không đồng ý với tình cảm của mình dành cho anh ta nữa thì thôi, mình sẽ bỏ làng Đo Đo này ra đi và đi đến một miền đất mới để mình làm lại cuộc đời. Tôi sẽ không ở lại cái làng Đo Đo này nữa, như anh chấp nhận cái số phận như vậy, đúng không? Anh ý là anh là một người hèn nhát sống mãi với quá khứ, theo đuổi một cái tình yêu vô vọng mà người ta không cho mình cơ hội luôn. Thì cô Hồng rất là mạnh dạn ở điều đấy, hơn hẳn anh Ngạn là một cánh đàn ông, đúng không? Ngạn si tình quá, đúng không? Vì anh ngu si, đúng không? Và đó là một vài tình tiết trong bộ phim này. Thì mình trong bộ phim này khi mình đi xem thì mình cũng có một vài đoạn là mình khóc là đoạn cảnh thằng cảnh Ngạn thấy á, mình đã bị mất tình yêu của Hà Lan rồi, mất rồi, không còn cơ hội nữa vì Hà Lan đi theo Dũng rồi, thì nó cảm thấy nó tiếc nuối, nó đau khổ ở cảnh đấy. Mình những cái cảnh đấy là mình cảm, tức là mình không hiểu sao nhưng mà mình cảm thấy cái nỗi đau của Ngạn của mình. Và cảnh nữa là cảnh Trà Long, cảnh Trà Long đọc thư của chú Ngạn thì cảnh đấy mình cũng khóc. Còn cảnh cuối thì thực ra thì mình cũng không khóc. Cảnh cuối thì là Ngạn khóc như mưa, xách vali viết thư để lại cho Trà Long và bỏ làng Đo Đo ra đi và ngồi trên ca tàu, ngồi trên khoang tàu khóc tu tu như một đứa trẻ, đó là khóc vì nỗi tiếc là
Mình cũng hiểu là giọt nước mắt mắt này của Ngạn là khóc là bởi vì mình đánh rơi tuổi trẻ của mình rồi, hay là bởi vì vẫn ấm ức không có được tình yêu của mình, hay là vì cảm thấy có lỗi với cô bé Trà Long quá. Thì giọt nước mắt này thì mình xin phép là không phán xét gì cả. Nhưng mà cái cảnh này thì mình không khóc, cảnh này thì Ngạn đã quyết tâm bỏ lại quá khứ, để không biết là tôi không biết là bỏ lại quá khứ tại làng Đo Đo hay không, nhưng mà hay là đóng luôn cả quá khứ của mình vào trong cái vali và mang lên tàu và đến một miền đất mới để sống một mình, gặp nhấm một mình trong cái quá khứ đấy. Thì tôi nghĩ là cái trường hợp này sẽ đúng hơn là anh ta bỏ lại quá khứ đằng sau và đi tìm một tương lai mới. Tôi nghĩ là anh ta sẽ tiếp tục sống với cái quá khứ này mà thôi. Và cô Hà Lan thì sau khi nghe cô con gái Trà Long của mình nói rằng trong cuộc đời này thì có hai điều mà bà ngoại dặn là chúng ta không được bỏ qua, đó là chuyến xe cuối cùng và người yêu thương bạn thật lòng, người yêu thương bạn thật lòng, đúng không? Thì đến lúc đấy để một đứa con nít là nói cho như vậy, và bà mẹ 35 tuổi bắt đầu chợt nhận ra hình như mình đã đánh mất cái điều gì đó và đuổi đuổi theo cái thứ mình đã đánh mất, đó là trái tim và con người của anh ạ. Nhưng mà đuổi theo thì sự đã đi rồi và cô ta không thể níu giữ được, bởi vì điều đó thực sự là không thể dành cho cô ta được nữa, vì cô ta đã tự mình bỏ đi cái cơ hội đến với cô ta rất là nhiều lần, ở với cô ta, bên cạnh cô ta bao nhiêu ngày tháng rồi, đúng không? Đó là điều như vậy. Nhưng mà thực ra thì Hà Lan là một người, mình nghĩ là cô ta dám sống cho tình yêu của mình, dám sống cho mục đích sống này, cái điều mình muốn, tức là cô ta sống là chính chính cô ta rồi. Điều cô ta muốn là sống ở thành phố nơi cô ta có thể ăn mặc quần áo đẹp này, có thể đi nghỉ đầm này, có thể tiếp xúc với nền văn hóa mới này. Ở đó cô ta là chính cô ta và cô ta có thể kiếm tiền và nuôi sống chính bản thân mình, đúng không? Nhưng mà đúng là một bà mẹ hơi thiếu trách nhiệm một chút, vì để con ở nhà với bà ngoại, sau đó sống với cuộc sống của mình ở trên đấy. Thì cũng không thể nói được, bởi vì một mình không thể chăm con và quán xuyến công việc ở tiệm may, đúng không? Kiếm tiền gửi về cho ba mẹ. Nhưng mà thực ra thì mình không thấy tình yêu của bé Hà, của Hà Lan dành cho Trà Long. Mình không thấy tình yêu của Hà Lan dành cho Trà Long. Nên là cái mình không 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 thích đó là tình cảm giữa mẹ và con như vậy thì nó bị xa cách quá. Mà tình cảm mẫu thân thì nó luôn là thiêng liêng, nên cái điều đó thì mình cũng không thích. Điều đó mình cũng không thích ở ở ở cái tình tiết này. Đó là một một vài chi tiết trong bộ phim. Nói cũng dài quá rồi. Điều mình thích ở trong bộ phim này thì mình đã nói rồi, còn điều mình không thích thì khá là nhiều, bởi vì thì đúng là một bộ phim nó sẽ không lột tả được hết nội dung cốt truyện của cả một câu chuyện dài như vậy. Thì chúng ta thì đầu óc có trí tưởng tượng khá là bay bay cao và bay xa, nên là khi chúng ta đọc truyện thì chúng ta sẽ hòa mình vào trong câu chuyện và có những cái tưởng tượng rất rất là hay luôn, rất là hay luôn. Và thực ra thì lúc đầu thì mình có rất là cũng thích là một số cảnh quay làng quê của Việt Nam là như vậy, nhưng mà thực sự thì chắc là mình thích hoa lá cành cỏ cây hơn, nên là giữa cảnh quay của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, mình xem một cái là mình cảm thấy là mình muốn đến Phú Yên ngay. Nhưng mà quay về Huế thì khả năng là nó khá là buồn và trầm, nên là mình không có cái cảm giác như mình xem Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là như vậy. Không thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Còn trong cốt truyện thì nó không có nhân vật Hồng, nhưng mà mình thấy là bộ phim cho thêm nhân vật Hồng thì nó tăng thêm một chút kịch tính, tăng thêm một chút kịch tính, bởi vì là đúng là anh Ngạn anh ấy tài giỏi, học giỏi đàn hát hay các thứ, chắc hẳn thì ở trường thì cũng hoạt động văn nghệ khá là nhiều, thì rất 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 là sát gái, đúng không? Sẽ rất là sát gái, thế thì kiểu gì là cũng có rất nhiều cô yêu thầm thương trộm nhớ, đúng không? Thì xuất hiện nhân vật Hồng mình thấy là khá là hợp lý như vậy. Nhưng mà nếu mà đổi hẳn một cái kết hay đi là cho cưới cô Hồng thì nó hơi bị sai với cả nguyên tác cho lắm, đúng không? Nên là thêm một tình tiết như vậy thì cũng khá là thú vị cho người xem rồi, khá là thú vị cho người xem. Thêm nữa là về hình ảnh, thêm nữa là về bài hát này, có chàng trai viết lên cây, có bài hát là có chàng trai viết lên cây thì rất là hay, rất là hay. Mình thích câu chuyện của có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh viết,
nó kể chuyện dẫn dắt cho người người nghe đi vào trong câu chuyện của anh ấy, đi vào trong câu chuyện của ấy và cảm nhận được nỗi đau của anh ấy. Và mình không biết là tại sao anh ấy cũng chưa đọc được là nguồn gốc của bài hát này, tại sao anh ấy lại sáng tác được ra bài này mà nó lại có cái tình tiết nó hợp với, nó rất là match, rất là hợp với cả nội dung của bạn biết là như vậy. Rất là hợp luôn và rất là hợp lý luôn. Rất là hay. Thực ra là không phải nhờ bạn biết mà mình biết đến Chàng Trai Viết Lên Cây, mà mình biết trước đó rồi, mình rất là thích. Nhưng mà mình thích bản gốc của Phan Mạnh Quỳnh hơn là Thái Ngân. Đó là cảm xúc của mình. Thái Ngân không mang được lại cho mình cảm xúc. Bởi mình là người khá là thích âm nhạc thì mình thường bị cuốn theo bởi cái cảm xúc của người hát mang lại cho mình đối với cái giai điệu âm thanh và cái nỗi lòng của cái người hát đấy mang lại cho mình, thì mình cảm nhận được hơn. Và mình thích cái cách của Phan Mạnh Quỳnh mang đến cho mình cái cảm xúc đấy hơn. Nó buồn hơn. Thực ra buồn thì phải ra buồn, mà vui thì vui đấy, mình nó phải cảm xúc rõ ràng như vậy. Buồn thì buồn, mà vui thì ra vui. Và thêm một tình tiết nữa là đây là câu chuyện này cũng là câu chuyện là tình yêu của hai người bạn thân, đúng không? Có hai người bạn thân, nhưng mà một người anh ngạn là không được cô Hà Lan đáp lại. Thì nó khá giống như là câu chuyện trong phim Love Rosie. Thì khi mình xem bộ phim này mình nhớ bảo ôi, cái hai nhân vật này nếu như mà nó có một cái kết hậu nó như Love Rosie thì thật là tuyệt. Thì người khi xem Love Rosie thì bạn sẽ thấy là có cung bậc cảm xúc hạnh phúc, buồn vui, đau khổ. Nó phê, thực ra là phê. Phê một phần là vì nội dung, phê một phần là vì bài hát How Did I Fall In Love With You, đó là bài hát trong phim Love Rosie. Hoặc là nhân vật chính và nhân vật phụ khá là đẹp. Rất là đẹp, rất là đẹp. Theo bản thân mình là rất là đẹp. Mình thích nét đẹp của hai anh chị đấy. Nhưng mà Ngạn và Hà Lan trong phim này thì cũng đẹp và xứng đôi. Cũng đẹp và xứng đôi và đóng cũng rất là mình nghĩ là rất là nhập vai. Nhưng mình thích cái cách Ngạn đóng được. Nó diễn rất là mộc mạc, chân chất. Và nói chung là ra hình ảnh anh Ngạn là ra hình ảnh anh ạ, rất là thích điều đấy. Đó là cái cảm nhận của mình về bộ phim này nhá. Như vậy, ôi dài quá rồi, 30 phút rồi. Thì mình vẫn giữ quan điểm là mình vẫn không thích cái cốt truyện đấy thôi, nhưng mà khi xem phim thì nó vẫn có những cái cảm xúc nhất định. Và tình yêu đối với bác Ánh thì nó vẫn không bao giờ là thay đổi cả. Nhưng mà lần sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm là nếu mà chuyển thể một bộ phim nào từ chuyện của bác Ánh thì mình sẽ không đọc chuyện trước, mà mình sẽ đi xem phim sau đó rồi mình về mình đọc chuyện và làm react, làm review sau. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà vẫn đang muốn đi xem Mắt Biếc thì thôi, không cần ngại gì nữa, đừng đắn đo như Ngạn mà bỏ lỡ một cơ hội, đúng không? Không thì đến khi nó không chiếu nữa thì mình lại phải đợi đến khi public ở trên mạng thì mình mới xem được. Còn nếu bây giờ đã muốn đi rồi thì xem thôi. Cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật rất hay có vé rẻ, các bạn đi xem đi thôi. Mình nghĩ là còn chờ gì nữa. Tuổi trẻ hay không trẻ thì chúng ta, đó là quyền quyết định của chúng ta. Chúng ta vẫn có quyền quyết định để làm điều mình thích, điều mình muốn, đúng không? Đừng lưỡng lự như là Ngạn. Đến khi là qua thanh xuân rồi mình mới bắt đầu đi. Đấy gọi là chạy trốn thanh xuân và chạy trốn tuổi già luôn. Và mình có quá nhiều cảm xúc mà có nhiều điều muốn nói về Mắt Biếc. Nhưng mà thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái review này của mình. Mặc dù nói nhảm hơi là nhiều, nhưng mà thanks for watching. See you again, bye bye.